Europa League 2023, một giải đấu tưởng chừng như nhàm chán với người hâm mộ bỗng trở nên sôi động một cách lạ thường khi những lá thăm bay rủi đưa Barcelona đội bóng rơi từ Champions League phải đụng độ nửa đỏ thành Manchester. Chớ trêu thay hai gã khổng lồ ngủ quên của bóng đá thế giới phải gặp nhau ở đấu trường được coi là hạng 2 châu Âu. Nhưng điều này vẫn không thể làm giảm sức hút của cuộc đối đầu này. Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, người ta luôn chứng kiến lượng quan tâm, tranh cãi, bàn luận trong nhiều phương diện ở con số kỷ lục. Đó chính là minh chứng cho việc sức hút của hai câu lạc bộ vẫn còn ở đỉnh cao. Đặc biệt hơn cả khi Barca và Man United đang đi từng bước để xây dựng lại đế chế của riêng mình. Một trận đấu để kiểm chứng sức mạnh thực tế của hai đội trên bình diện châu Âu. Trong trận lượt đi vào rạng sáng ngày 17 theo giờ Việt Nam, Manchester United đến làm khách của Barcelona trên thánh địa Camp Nou. Đối ngược với những dự đoán mang tính chất khá tiêu cực đến từ những phần lớn các chuyên gia thể thao về việc Man United có thể thua trên sân khách, đoàn quân của ông Erik ten Hag đã thi đấu quả cảm và giành một kết quả hòa đáng khích lệ dưới sức ép của gần 10 vạn khán giả. Bất chấp tình hình nhân sự bị xáo trộn vì thiếu vắng Eriksen, Sabitzer và Lisandro Martinez, Man United vẫn có được một thế trận chủ động và phần lớn thời gian có thể chơi đôi công với Barca. Về phía Barca, họ đã có một thế trận không tệ. Barca cũng chọn cho mình lối chơi dâng cao chủ động. Nhưng vấn đề của họ là sau khi cướp bóng từ chân các thủ Man United, việc triển khai tấn công của họ vẫn gặp vấn đề lớn nhất là trong bối cảnh tiền đạo cắm Lewandowski gần như bị cô lập hoàn toàn. Tuy nhiên, trận đấu xoay chiều sau khi Barca có bàn gỡ hòa 2 đều do công của Rafinha và đặc biệt là tấm thẻ vàng của Gavi, đồng nghĩa với việc Gavi sẽ vắng mặt ở trận sau. Đội bóng đến từ xứ Catalonia như bừng tỉnh. Họ dồn ép Man United liên tục và có những lúc đã suýt ghi bàn ở những phút cuối. Nhưng De Gea và hàng thủ của Man United đã từ chối những nỗ lực của các chân sút Barca để bảo vệ một kết quả hòa đầy quý giá. Sau cùng, tỷ số 2 đều là tỷ số chung cuộc của trận lượt đi. Kết quả này làm cộng đồng fan Manchester United thực sự vui mừng vì họ biết rằng ở trận lượt về trên sân Old Trafford, họ sẽ chào đón sự trở lại của rất nhiều trụ cột. Còn về phía Barca là sự mất mát của các tiền vệ quan trọng như Pedri hay Gavi vì nhiều lý do khác nhau. Niềm tin đó còn có thêm một chút cơ sở từ quá khứ. Còn nhớ vào mùa giải 2007-2008, Man United của Alex Ferguson cũng đã gặp phải Barcelona trên đường đến trận chung kết nổi tiếng tại Luzhniki. Trận lượt đi trên sân Camp Nou cũng đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng, dù rằng Barcelona đã là đội chơi lấn lướt hơn trong phần lớn thời gian. Để rồi khi về lại thánh địa Old Trafford, cú sút xa thần sâu từ khoảng cách 26m của Bosco đã tiễn Barca về nước trong cay đắng. Trở về với thực tại, hãy cùng điểm qua tình hình lực lượng của hai đội trước khi tôi đưa ra dự đoán. Về phía Manchester United, bầy quỷ đỏ sẽ đón chào sự trở lại của Marcel Sabitzer và Lisandro Martinez sau khi đã chịu hết án phạt từ vòng bảng của Bayern và Man United. Ngoài ra, Scott McTominay đã quay trở lại đội hình của Man United trong trận thắng 3-0 cho Leicester vào cuối tuần vừa rồi, mặc dù McTominay không phải là nhân tố chủ chốt trong đội hình của Quỷ Đỏ tại thời điểm hiện tại. Nhưng sự trở lại của anh chàng người Scotland này sẽ cho Erik ten Hag thêm một lựa chọn ở khu trung tuyến trong trường hợp Man United đã dẫn trước và cần ưu tiên phòng ngự. Trong khi Anthony vốn được chuẩn đoán là sẽ trở lại vào cuối tháng thì hiện tại anh này đang có bước hồi phục thần tốc. Các bác sĩ ở Man United sẽ kiểm tra kỹ lưỡng và xem xét liệu Anthony có thể trở lại sớm hơn dự tính được không. Trong khi nhóm cầu thủ Anthony Martial, Eriksen và Donny van de Beek chắc chắn sẽ phải tiếp tục không được đăng ký vì những chấn thương khác nhau. Về phía Barcelona, đại diện đến từ Catalonia đã đón chào sự trở lại cực kỳ quan trọng là tiền vệ trụ Sergio Busquets và Ousmane Dembele, những người đã vắng mặt ở trận lượt đi cùng với lý do chấn thương. Dembele đã được ra sân trong trận thắng 3-0 trước Villarreal vừa rồi. Đó rất có thể là màn chạy đà để lấy lại phong độ nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Old Trafford vào rạng sáng thứ 6 tuần này. Vậy, ảnh hưởng của những xáo trộn về nhân lực sẽ tác động như thế nào lên hai đội bóng trong trận lượt về này? Về phần Manchester United, mặc dù hiện đang nắm một lợi thế rất lớn trước lượt về, nhưng người xưa có câu cẩn tắc vô ấy nấy và những cầu thủ quay trở lại từ án phạt như Sabitzer hay Lisandro chính là sự đảm bảo cho chiến thắng ấy. Về phần Sabitzer, kể từ ngày anh ta cập bến Old Trafford dưới dạng một bản hợp đồng cho mượn, có lẽ hiếm người hâm mộ Quỷ Đỏ nào có thể than phiền về phong độ của cầu thủ người Áo này, bất chấp việc anh này ngồi dự bị ở Bayern trong thời gian khá lâu. Nhìn Sabitzer thi đấu, những người hâm mộ nửa đỏ thành Manchester cuối cùng đã nhìn thấy được một hình mẫu của một số 8 hiện đại phải thi đấu như thế nào. Sự xông xáo của Sabitzer hợp cùng với đẳng cấp của Casemiro hứa hẹn sẽ tạo thành một bộ đôi ở giữa sân đủ sức chiếm lĩnh tuyến giữa.
Với trường hợp của Lisandro Martinez, sự trở lại của nhà đương kim vô địch thế giới chính là nhân tố quan trọng nhất để ngăn chặn những đợt tấn công từ đại diện đến từ Tây Ban Nha. Ở trận lượt đi, Luke Shaw là người phải đá vị trí trung vệ lệch trái. Cầu thủ người Anh đã có một trận đấu tròn vai khi đảm nhiệm được việc cô lập chân sút chủ lực Lewandowski. Nhưng vấn đề nằm ở vị trí của Malaysia khi cầu thủ người Hà Lan tỏ ra đuối khi phải theo kèm Rafinha. Ngoài ra, khả năng lên công của Malaysia cũng không được đánh giá cao do sự hạn chế về kỹ năng có bóng ở trong chân. Việc Lisandro quay lại sẽ trả Luke Shaw về vị trí hậu vệ biên trái quen thuộc. So với Malaysia, Luke Shaw có 2 điểm tốt hơn hậu vệ vừa cập bến Man United mùa hè. Thứ nhất là khả năng một đấu một đáng nể. Chúng ta từng thấy khả năng đấu tay đôi khi Luke Shaw phải đối đầu với Mohamed Salah và gần như đã khóa chết cầu thủ người Ai Cập ở một vài trận. Thứ hai là khả năng tịnh tiến bóng cũng như kỹ năng xử lý bóng trong chân vượt trội so với người đồng nghiệp. Dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United sử dụng Luke Shaw làm hướng thoát pressing và lên bóng chính. Nhiều đường bóng từ tuyến dưới đều qua chân Luke Shaw để kéo quả bóng lên hàng trên. Thêm một lý do nữa cho sự thay thế này, khác với Luke Shaw vị trí trung vệ, Lisandro Martinez có xu hướng chủ động dâng lên lấp vị trí mà một trong hai tiền vệ trung tâm bỏ lại khi dâng lên cao pressing, trong khi Luke Shaw có xu hướng đứng giữ vị trí hơn. Với tất cả lý do đó, Erik ten Hag có thừa lý do để đặt Luke Shaw vào vị trí sở trường. Trong trận này để đối đầu với 4-3-3 truyền thống của Barca, nhiều khả năng Man United sẽ ra sân với sơ đồ lý thuyết là 4-2-3-1. Cự ly đội hình sẽ thay đổi tùy vào trạng thái của trận đấu. Cụ thể, trong trạng thái không có bóng, Man United sẽ tiến hành chủ động pressing với khối đội hình gần như là 4-1-4-1. Trong đó, Casemiro hoặc Sabitzer sẽ thay phiên nhau là người đá ở vị trí yết hầu và theo kèm những cầu thủ lọt được vào khu vực zone 14, tức là trước vòng cấm địa này. Lớp pressing 4 người ở hàng trên bao gồm Jadon Sancho, Sabitzer được cho phép dâng cao để bắt người, Weghorst và Bruno Fernandes ở cánh phải, trong khi Lisandro Martinez sẽ được cho phép dâng lên như một trung vệ dập tùy tình hình tấn công. Vậy đối với Barca, sự trở lại của Busquets và Dembele sẽ đóng vai trò như thế nào trong trận đấu sắp tới? Đầu tiên phải nói đến sự tổn thất của Barca khi cả bộ đôi tiền vệ trẻ triển vọng của Barca là Pedri và Gavi đều chắc chắn vắng mặt trong trận đấu sắp tới. Với Gavi thì anh này đã nhận đủ thẻ phạt, còn với Pedri là vì chấn thương gân khuèo ở trận lượt đi. Hàng tiền vệ của Barca có thể sẽ là Busquets đá trụ để hỗ trợ cho hai số 8 thi đấu tự do là Frankie de Jong và Frank Kessié. So với Gavi và Pedri, bộ ba tiền vệ này của Barca nhìn có vẻ khá đuối, nhưng thực ra họ không phải không có điểm mạnh. Một phần trong lý do Barca thi đấu như gà mắc tóc ở trận lượt đi khi bị Manchester United pressing mạnh mẽ là vì thiếu vắng Sergio Busquets. Sự trở lại của tiền vệ người Tây Ban Nha sẽ cung cấp khả năng thoát pressing cá nhân và thêm một giải pháp đưa quả bóng thoát qua các lớp áp lực của Man United. Kessié và De Jong có lối chơi tương đối trực diện hơn. Chỉ cần một đường truyền xuyên tuyến của Busquets, nếu đặt đúng vào chân của hai cầu thủ này, hoàn toàn có thể tạo nên một tình huống áp sát không thành nguy hiểm. Cuối cùng là về Dembele, có thể sẽ xuất hiện dù là hành lang cánh trái. Cầu thủ người Pháp có thừa kỹ thuật và tốc độ để ít nhất buộc Diogo Dalot phải đóng đinh ở sân nhà, không thể phát huy được sở trường tấn công của bản thân. Tóm lại, Barcelona có thể đang trong tình cảnh rất nguy hiểm khi vừa mất đi hai trụ cột quan trọng và vừa phải thi đấu ở trên sân khách. Nhưng hãy nhớ rằng, Barca chưa bao giờ bị đánh giá thấp trong hoàn cảnh họ là đội buộc phải ghi bàn. Và chỉ cần một bàn thôi là đủ để Barca có thể rời Old Trafford với một nụ cười mãn nguyện.